Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong video bản tin công nghệ ngày hôm nay, ngày 21 tháng 11, có những tin tức nào mới nhất thì hãy cùng Thu Hà điểm qua ngay bây giờ nhé. Những nguồn tin từ người trong ngành tiết lộ rằng Samsung Display sẽ phát triển công nghệ camera ẩn UDC nhưng không kịp ra mắt trên chiếc Galaxy S21. Tuy nhiên, đối với chiếc Z Fold 3, điều này có thể trở thành sự thật. Samsung sẽ phát triển công nghệ mới để khoảng cách giữa các pixel được thiết kế lại, giúp giảm điểm ảnh để cho phép ánh sáng đi qua. Ngoài ra, hãng cũng sẽ sử dụng các thuật toán đặc biệt phòng trường hợp ánh sáng bị khúc xạ bởi lớp màn hình OLED. Module máy ảnh sẽ do Samsung LSI cung cấp. Đối với công nghệ camera ẩn dưới màn hình, chỉ có khu vực bên trên của ống kính máy ảnh có khoảng cách rộng hơn vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của màn hình. Dưới đây là ảnh chụp macro của màn hình iPhone 20, smartphone đầu tiên trên thế giới có camera ẩn dưới màn hình. Chiếc smartphone Galaxy Z Fold 3 dự kiến sẽ được ra mắt vào quý 3 năm 2021, hứa hẹn là sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho người dùng dựa trên việc sử dụng camera ẩn dưới màn hình kết hợp với thiết kế màn hình gập độc đáo và cao cấp vốn có của dòng Z Fold. Mới đây thì thương hiệu Trung Quốc đã chia sẻ một tấm affix trên Weibo tiết lộ thiết kế của chiếc Note 9 Pro 5G. Qua tấm poster thì có thể thấy là Redmi Note 9 Pro sẽ có hai màu tím và xanh nước biển cùng cụm 4 camera đặt trong cụm hình tròn và đèn flash LED được đặt ở phía trái của cụm camera. Các báo cáo trước đây đã tiết lộ rằng điện thoại sẽ có cảm biến chính là 108 MP. Vào ngày hôm qua, thì chiếc điện thoại này đã xuất hiện trên Geekbench, hé lộ rằng nó sẽ chạy chipset Snapdragon 750G và RAM 8GB. Thêm nữa là nó sẽ có thêm phiên bản Xiaomi Mi 10T Lite. Mặt trước của chiếc Redmi Note 9 Pro 5G không hiển thị trong tập poster này. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ cho biết thêm, thiết bị sẽ có màn hình đục lỗ ở chính giữa, trên cùng. Và sẽ sử dụng màn hình IPS LCD 6,67 inch 120Hz, hỗ trợ độ phân giải Full HD+. Máy có camera selfie 16MP, cầm biến vân tay đặt ở cạnh bên cùng với viên pin 4820mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W. Trong khi đó, thì với Redmi Note 9 5G thì sẽ có màn hình IPS LCD Full HD+, 6,53 inch. Hy vọng điện thoại cũng sẽ được hỗ trợ tốc độ đồng mới cao. Smartphone này sử dụng chipset Dimensity 800U và viên pin dung lượng 5000mAh, lớn hơn với hỗ trợ sạc nhanh 22,5W. Máy sẽ được trang bị cụm 3 camera phía sau với cảm biến chính là 48MP và camera selfie 13MP. Redmi Note 9 5G dự kiến sẽ xuất hiện ở các thị trường khác với tên gọi là Redmi Note 9T và nếu mẫu Pro có camera chính 108MP thì chắc chắn đó sẽ là smartphone có camera 108MP rẻ nhất. Tuy con chip Snapdragon 875 còn chưa được ra mắt nhưng Qualcomm được cho là đã bắt đầu phát triển chip hàng đầu thế hệ tiếp theo của mình, Snapdragon 885 và Snapdragon 895. Snapdragon 885 sẽ được công bố vào năm 2021. Hiện các thông số kỹ thuật của model này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng dự kiến sẽ tiếp tục được dựa trên quy trình 5 nanomet và có thể là phiên bản cải tiến của quy trình 5 nanomet LPP. Về phần Snapdragon 895 thì sẽ được trình làng vào năm 2022 và có thể được sản xuất trên quy trình 4 nanomet mới nhất của TSMC. Trên thực tế, tiến trình 4 nanomet là phiên bản cải tiến của 5 nanomet với thiết kế tương thích 5 nanomet và sẽ có nhiều lớp mặt nạ EUV hơn. Tuy nhiên, hiệu suất cụ thể và mức tiêu thụ điện năng sẽ được cải thiện đáng kể. Vậy là vừa rồi thì Thu Hà cùng với các bạn đã điểm qua những công nghệ mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 21 tháng 11. Và các bạn cảm thấy ấn tượng với tin tức nào nhất thì hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!